Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam là một trong những nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới. Hiện nay, cây cà phê đã và đang trở thành cây trồng chủ lực ở nhiều địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho hàng chục ngàn hộ dân, nhất là đối với khu vực Tây Nguyên. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, đến nay diện tích trồng cà phê của Việt Nam vào khoảng 680.000 ha, trong đó diện tích kinh doanh là hơn 632.000 ha với sản lượng cà phê nhân đạt hơn 1,7 triệu tấn một năm. Cà phê được trồng tập trung chủ yếu tại các tỉnh vùng Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng với diện tích gần 640.000 ha, chiếm tỷ lệ 92% so với cả nước. Cây cà phê đã tạo việc làm và thu nhập cho hơn 600.000 hộ dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Để phát triển bền vững cây cà phê, vừa phát huy tiềm năng lợi thế vừa nâng cao thu nhập cũng như bảo đảm sản xuất các sản phẩm cà phê, nhiều địa phương đã và đang đẩy mạnh xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất cà phê hàng hóa lớn, chất lượng cao. Ở những vùng trồng cà phê, người dân đang thực hiện tốt việc xen canh các loại cây trồng khác như hồ tiêu, điều, sầu riêng, bơ, mắc ca, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo thống kê, diện tích trồng xen canh các loại cây trong vườn cà phê trên địa bàn cả nước đạt hơn 160.000 ha, tập trung nhiều nhất tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Bình Phước. Trong thời gian qua, với mục tiêu hướng đến cà phê phát triển bền vững, có nhiều công đoạn về sản xuất nông nghiệp từ khâu trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản, thị trường tiêu thụ được doanh nghiệp chú trọng, trong đó có nội dung xây dựng các vùng sản xuất cà phê chất lượng cao, bền vững, cà phê có chứng nhận như 4C, UTZ. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 1991 với hơn 30 năm hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thu mua, chế biến cà phê. Để hướng đến xây dựng nền nông nghiệp xanh, doanh nghiệp đã nỗ lực xây dựng các vùng trồng nguyên liệu sạch gắn với môi trường và kết nối cộng đồng nhằm mục tiêu để cà phê Việt Nam có sự phát triển bền vững. Chúng tôi đã nhận thức ở giữa doanh nghiệp cùng các cái hợp tác xã, cùng các tổ nông dân liên kết để đưa ra được một cái đề án về canh tác hữu cơ. Đầu tiên chúng tôi sử dụng những cái vật tư nông nghiệp đầu vào, nó là sinh học, để khẳng định được cái sản phẩm có chất lượng. Cái thứ hai là chúng tôi sử dụng vào công nghệ để giúp cho họ thay đổi từ một cái canh tác từ vô cơ sang hữu cơ. Và cái thứ ba nữa là sản phẩm hữu cơ, nếu công ty chúng tôi thực hiện được cái mô hình này thì đồng nghĩa là cái sản phẩm và chất lượng của người nông dân và hợp tác xã được gia tăng lên một cái giá trị, và đồng thời người tiêu dùng vẫn quyết định được và hiểu được thế nào là sản phẩm hữu cơ và vô cơ. Đây là một thời gian mà không phải là ngắn, mà nó cho chúng tôi rất thời gian trải nghiệm rất là dài đối với người sản xuất. Và hiện nay chúng tôi đã mở ra những cái vùng nguyên liệu dự án trọng điểm để giúp cho các hợp tác xã nông dân chuyển dần từ một trạng thái sinh học sang cà phê hữu cơ. Sơn La là tỉnh miền núi Tây Bắc, cây cà phê được phát triển từ lâu trên địa bàn tỉnh, đến nay đã khẳng định là cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mang lại thu nhập ổn định cho các hộ trồng cà phê. Diện tích cà phê của Sơn La hiện đạt trên 17.000 ha, sản lượng hơn 27.000 tấn cà phê nhân một năm. Sản phẩm cà phê Sơn La đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý từ năm 2017. Hiện tỉnh đã hình thành nhiều vùng chuyên canh cây cà phê, xây dựng các mô hình hợp tác xã để tăng cường các mối liên kết, đã có các nhà máy chế biến cà phê áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Đón đầu từ những năm từ 2017 thì hợp tác xã đã chuyển giao, tức là thuê chuyên gia nước ngoài về sơ chế và phương pháp, tức là trồng chăm bón phương pháp cà phê hữu cơ. Vì hiện nay hợp tác xã là đang liên kết là khoảng 800 hộ, thì diện tích của bà con đang sản xuất đó là vào khoảng 1.500 ha cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản. Định hướng của hợp tác xã từ nay đến 2025 cho đến 2030, thì theo định hướng của Hiệp hội Cà phê Việt Nam thì hợp tác xã sẽ chuyển giao, tức là cho bà con, tức là vào 100% là trồng và chế biến cà phê đặc sản. Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho biết, để xây dựng ngành cà phê Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, tạo ra các sản phẩm đa dạng, có chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, thì cần các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh việc thực hiện đề án phát triển sản phẩm quốc gia cà phê Việt Nam chất lượng cao, nhân rộng và phát triển các vùng cà phê chuyên canh, quy mô tập trung, được sản xuất theo chuỗi liên kết, chế biến và tiêu thụ trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, đẩy mạnh công nghệ chế biến sâu, nâng cao thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp, quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển cà phê theo chuỗi cung ứng nông nghiệp xanh và phát triển bền vững.